Mango bò cò tao chấm xoài kìa. Ê? Ăn chè bò đi cắm á? À nhỉ? Ăn chè bò đi chăn lá? Khi nào ăn cắt tóc? Không thể. Đi cắt tóc. Nhân corona. Nhưng mà nhìn anh giống con gái lắm luôn á. Không thì một thằng dạ được thôi cả여러분 두리안 좋아합니까? 두리안가 너무 맛있어. 너 이름가 왜 망고냐? 두리안 안 하고. 사실 망고도 많이 있습니다. 망고도 많이 있습니다. 여기 더 큰 망고 있습니다. 어떤 망고가 진짜 망고예요? có đắp mặt sơ qua bằng nạ đúng không? Thì dạo này thì Lê skincare buổi sáng cũng khá là đơn giản thôi. Hôm nay Lê sẽ sử dụng cái essence của nhà Anfrom nha mọi người. Đó, thì đây là một cái sản phẩm là cái tinh chất essence với 100% là chiết xuất ngải cứu. Anfrom Mockwood Essence là nước thần được làm từ ngải cứu, thu hoạch sau khi trồng 3 năm gần khu vực ven biển vùng Kangwa ở Hàn Quốc. Theo phương pháp truyền thống, cho nên nước thần này chứa một thành phần duy nhất là nước ngải cứu đã lên men, có tác dụng làm dịu, giảm các tổn thương trên da, thải độc và giúp bảo vệ da mình khỏe mạnh hơn. Mình vỗ nhẹ nha mọi người. Mình có thể vỗ nhẹ nhiều lớp để cho da mình nó kiểu căng bóng hơn và có đủ độ ẩm hơn. Dùng cái này thích dã man á. Và đi cùng với cái sản phẩm tinh chất essence của nhà Anfrom thì mình có kem dưỡng ngải cứu của nhà Anfrom nữa. Thì thành phần chủ yếu của nó là, mọi người có thể thấy ở đây là 73,5% là tinh chất ngải cứu. Ngoài thành phần là chiết xuất ngải cứu thì bên cạnh đó lượng lớn thành phần cấp ẩm như là glycerin hay là panthenol cũng có trong kem dưỡng này, giúp duy trì bề mặt căng mọng, củng cố hàng rào bảo vệ da và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa. Các bạn mà đang sử
dụng treatment hay là da thiếu nước nhạy cảm cần phục hồi thì mình hoàn toàn có thể sử dụng cái kem dưỡng này nha. Em thấy là nó là dạng gel cho nên là thấm rất là nhanh, mọi người vừa có thể sử dụng buổi sáng hoặc là buổi tối luôn. Ly thì Ly hay thường sử dụng cái sản phẩm này vào buổi sáng, khá là mỏng nhẹ và nó làm dịu da khá là tốt. Và tiếp theo là một cái phần mà Ly rất là thích mỗi ngày luôn, đó chính là sử dụng máy nâng cơ massage. Thì trong cái thời gian thai kỳ thì mình tăng cân rất là nhanh, Ly bị nặng thì dẫn tới là da nó không có được săn chắc, và kiểu sau khi mà mình sinh xong thì mình cảm thấy là mình già hơn á hay sao á đó, cho nên là Ly đợt này Ly xuyên sử dụng các sản phẩm nâng cơ hơn. Thì trước đây mình cũng đã có tìm hiểu qua một vài cái sản phẩm nâng cơ, thực sự là chưa tìm được cái sản phẩm ưng ý, bởi vì nhiều cái như là ví dụ khó dùng hay là cái thiết kế nó mình không thích lắm, hay là mình không có cảm thấy cái hiệu quả rõ ràng, cho nên là mình bỏ cuộc giữa chừng, mình không có dùng. Nhưng mà đợt này Ly sử dụng cái sản phẩm nâng cơ đây là Bimin của nhà Forio này, Ly thực sự rất là thích luôn, nhìn nó dễ thương kinh khủng ha mọi người. Cái sản phẩm này Ly đã dùng mỗi ngày trong vòng 2 tháng trở lại đây, và Ly cảm giác là nó có một cái sự thay đổi rất là tích cực trên cái da mặt của mình. Cái mặt của mình nó bớt phù nề hơn, nhìn nó nhỏ hơn đúng không mọi người, và cái chỗ phần nặng cầm này nè Ly cũng thấy nó đỡ hẳn luôn á. Cái lúc trước là Ly mới sinh về thì kiểu cái nặng cầm của mình nhìn thấy rõ luôn á mọi người, mà bây giờ thì hầu như là Ly thấy là 90% là đó đã biến mất rồi. Sản phẩm Biamin của Forio thì sử dụng công nghệ Tisonic cùng với công nghệ điện Vivo Microcurrent để giúp cho da nó chống lại những cái dấu hiệu lão hóa ngay từ trong trứng nước luôn, và giúp cho da mình trở nên săn chắc và được nâng cơ rõ rệt. Mặc dù là sử dụng cái công nghệ sông điện nhưng mà các bạn yên tâm là cái sản phẩm này có cái cảm biến chống sốc anti-shock system, thì nó sẽ giúp cho cái sản phẩm nó mượt mà trên da của mình. Mình thích sử dụng sản phẩm này vào buổi sáng hoặc tối, tầm 3 phút mỗi lần sau khi đắp mask và bôi serum gốc nước. Mình có thể sử dụng với serum sẵn có ở nhà hoặc là serum của Forio luôn. Mình kích hoạt máy, chọn mức độ phù hợp, mà mình thường chọn mức 3 rồi massage toàn bộ khuôn mặt, tập trung ở những phần mình cảm thấy phù nề hoặc là chảy xệ nhiều. Mình cực kỳ thích cái cảm giác mà tê tê khi đi máy trên mặt lắm, cảm giác nó khoái mà khó tả lắm luôn á mọi người. Mỗi lần massage là mình chỉ muốn là kiểu đừng dừng lại bởi vì phê quá, nhưng mà hãng khuyến cáo là chỉ nên sử dụng 3 phút một lần thôi nha mọi người. Nói chung là cái gì nhiều nó cũng không tốt đâu. Thì mọi người có thể thấy là cái máy này thực sự sử dụng rất là dễ luôn á, và mình thực sự thích cái cảm giác mà nó đi trên da của mình, nó hơi tê tê một chút xíu á, nhưng mà mình cảm nhận được nó có cái dòng điện siêu nhỏ nó đi vào da của mình, nó giúp làm da của mình nó săn chắc hơn, nó nâng cơ hơn. Thì đó mọi người, Ly nghĩ là trong cái tầm tuổi mà chớm 20 đổ lại thì mọi người đã có thể trang bị cho mình một cái sản phẩm nâng cơ thật là xịn sò để mà mình kiểu sao ta ăn gian tuổi ha. Điều kiện kinh tế một chút xíu thì mọi người có thể đầu tư vào một cái máy nâng cơ xịn sò như bia của Forio nha. Và cuối cùng thì Ly sẽ khóa ẩm cùng với kem ngải cứu của I'm From. Cái kem này thấm rất là nhanh luôn, em giảm mượt lắm. Cuối cùng là mình sẽ sử dụng kem chống nắng. Đây là kem chống nắng phủ rộng, có thể chống lại ánh sáng xanh luôn nha mọi người. Cho nên là những cái ngày ở nhà thì mình vẫn bôi kem chống nắng đều đặn, và đặc biệt ưu tiên những cái dòng sản phẩm kem chống nắng có cái màng lọc chống lại ánh sáng xanh. Bởi vì ở nhà thì mình sử dụng máy tính và điện thoại rất là nhiều. Ok, vậy là xong, bây giờ mình xuống nhà mình ăn cơm thôi. Mẹ ơ, rừng nâng đôi bài đi. Chào em mà tết đấy ơ. Rừng đi bố tấn. Ờ, rừng nâng đôi bài. Không. Không tục. Không tục. Ah.
ngon quá. Mẹ cho con miếng. Cái gì tôm, cái gì cá. À chứ. Đóng cười gì vậy? Xin chào mọi người, rồi tạm biệt. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Kiểu như ống là tâm điểm nó kìa kìa. Sao ba? Sao ba? Sao ba sao? Ô! Anh thấy bọc chứ ba? Không à, không à. Anh thấy. Anh đi. Anh chúc khỏe. Thôi dùng dùng dùng. Chikara. Chikara. Oga. Chika. Chikara. Ah. Ah. 망고 예쁘다. 예쁘다. 망고 오빠. 나 이뻐요 엄마. 아 이뻐? 아니 이뻐 이뻐. 이뻐 이뻐. 아 예뻐 예뻐. 예뻐? 나 이렇게도 이뻐? 이렇게도 이뻐? 이렇게도 이뻐? 알았어. 그럼 이렇게 할까? 야. 그러면은.